Sáng nay, lễ trao giải cuộc thi Khi nhựa lên tiếng đã được Quỹ vì tầm vóc Việt và Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Cùng với đó, thì tọa đàm thanh niên với giảm thiểu rác thải nhựa cũng diễn ra bằng hình thức livestream trực tiếp trên các fanpage của ban tổ chức cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ được gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ quan điểm về vấn đề rác thải nhựa với các chuyên gia khách mời. Việt Nam, 58 triển khai từ giữa tháng 7 năm 2021, cuộc thi Khi nhựa lên tiếng được tổ chức nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông có khả năng truyền tải hiệu quả và hấp dẫn tới cộng đồng các thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa. Từ gần 100 sản phẩm của gần 200 tác giả và nhóm tác giả, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải thưởng cho 10 sản phẩm xuất sắc nhất ở 3 hạng mục dự thi là phim ngắn, phóng sự và đồ họa chuyển động. Đây là những sản phẩm độc đáo, đáp ứng các tiêu chí như tính sáng tạo, tính thẩm mỹ, nội dung sản phẩm, hình thức thể hiện và thông điệp ý nghĩa có tính lan tỏa cao. Ngay sau lễ trao giải, tại tọa đàm Thanh niên với giảm thiểu rác thải nhựa, các khách mời đã cung cấp nhiều thông tin về nỗ lực của chính phủ cũng như các tổ chức từng bước hiện thực hóa việc giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam. Các bạn trẻ cũng chia sẻ và được giải đáp thêm về các hành lang pháp lý, việc truyền thông các tác phẩm sau cuộc thi, các kế hoạch và hoạt động tiếp theo của ban tổ chức nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, đóng góp bảo vệ môi trường.